Thống kê mới nhất của Cục Hàng không Việt Nam cho biết, đến thời điểm này, vé máy bay Tết từ Thành phố Hồ Chí Minh đi các địa phương đã có tỷ lệ đặt chỗ từ 80 đến 100% trong các ngày cao điểm trước và sau Tết Giáp Thìn 2024. Trong khi đó, đường bay Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh do lượng vé máy bay dồi dào nên tỷ lệ đặt chỗ trong giai đoạn từ 24 tháng Chạp tới mùng 6 tháng Giêng mới đạt trung bình từ 30 đến 40%. Thống kê dựa trên báo cáo của các hãng hàng không Việt Nam về kế hoạch khai thác, tình hình mở bán vé máy bay Tết trong giai đoạn cao điểm Tết Giáp Thìn 2024 từ ngày 24 tháng 1 đến ngày 25 tháng 2 năm 2024, từ 14 tháng Chạp đến 16 tháng Giêng. Cụ thể, trong dịp cao điểm Tết Giáp Thìn 2024, tổng số chuyến bay do các hãng hàng không Việt Nam khai thác dự kiến đạt sấp xỉ 33.800 chuyến, tăng 14% so với cùng kỳ Tết 2023, tăng 21% so với lịch bay thường lệ hiện tại. Với số chuyến bay như trên, tổng số ghế cung ứng dịp cao điểm Tết Giáp Thìn 2024 dự kiến đạt 7,2 triệu ghế, tăng 16% so với cùng kỳ Tết năm 2023 và 26% so với lịch bay thường lệ hiện tại.